tí ra cho mình coi từ cơ bản tới nâng cao. Và khi nó giao nhau như vậy thì nó là hai cái style riêng lẻ. Thôi. À, chúng ta sẽ không thể là tính cái chỗ đường giao nhau này. Tuy nhiên các bạn có thể chọn một style. Các bạn chọn cái style này. À, xong rồi sau đó các bạn sẽ ấn tên hẹn tắt. Ta có thể chọn một một style trước. Sau đó các bạn nhấn chuột phải, các bạn có thể tắt cái style còn lại. Khi đó nó sẽ hiện ba cái hình tròn ra ha. Này, hai cái style của các bạn. Chúng ta chọn ra. Bây giờ cô sẽ dùng cho các bạn thêm một cái đỉnh, thêm đỉnh khác nữa. Đỉnh thêm đỉnh này nó có đặc điểm á, là khi mà các bạn thêm cái đỉnh vào ngay chỗ các cái vị trí giao nhau giữa hai cái SD line, các bạn thấy là trong cái này là ta sẽ có hai SD line riêng lẻ, nó được hiểu nằm trong cùng một đường line, nhưng mà nó sang nhau ngay ngay chỗ này không được tính là một đỉnh. Bởi vì sao? À, bởi vì khi mà các bạn xoáy cái đường đi, ví dụ như chỗ này cô chọn cách segment, à, thì khi mà các bạn chọn, các bạn thấy đây là nguyên cái segment, nó không giao nhau chỗ này. Nếu mà các bạn có thêm đỉnh vào thì nó cũng không có chính xác là nó nằm ở đỉnh này luôn. À, cho nên là đây các bạn thấy có hai hai segment này, thì chúng ta muốn chia là chia ra hai segment, hai hai segment nữa. Các bạn chọn vào vừa test, các bạn chọn crop insert. Crop insert này nó sẽ giúp cho các bạn thêm đỉnh ở những cái chỗ giao nhau. Chức năng của nó chỉ là thêm đỉnh chỗ giao nhau thôi ha. Nếu mà các bạn thêm đỉnh chỗ khác không thêm được, chỉ chỗ giao nhau giữa hai đường SD line thêm được thôi. Như vậy nó sẽ khác đỉnh insert ở chỗ nào? Cái đường nét của đối tượng này ra.
chị là xác định thằng bé trước ha. Rồi, chọn một đỉnh. Sau đó cô chọn mắt crop cho cái đỉnh này. Như đỉnh này nó sẽ trở thành màu trắng. Và khi sinh lý bắt đầu vấn đề thì cái S3 này nó sẽ bắt đầu từ nó vẫn có chuyện âm thanh nào âm thanh với cô không? Hôm nay chút xíu ha, mình nhiều lệnh, cô sẽ nói lại từ từ. Bạn có lệnh rất đắt đỉnh.